Em là Quốc Thiên, là ca sĩ ạ. Và điều lệnh của quân đội không có em và anh. Anh Quân và các chiến gọi là quần lót, trong quân đội chúng tôi gọi là quần xin. À, quần xin, quần xin. Tôi không thể cắt tóc được. Thuốc thì sao? À, thuốc không được uống. Quái gì thế? Nhạt nhòa trong giấc mơ.